là hoa, người ta mới kêu là hoa đào. Đào mà ra bông, người ta mới kêu là bông đào. Đào cháy ra cho mới kêu là cho đào. Mấy em ngồi bên, người ta cũng kêu là đào. Nhà mà đang xây, người ta mới kêu là xây nhà. Nhà mà đang sơn, người ta mới kêu là sơn nhà. Nhà cấp ba, bán cho ta mới kêu là bán nhà. Mấy em ngồi bên, người ta không kêu là nhà. Gà mà ra lông, người ta mới kêu là lông gà. Gà mà đun sôi, người ta mới kêu là sôi gà. Gà cháy ra cho mới kêu là cho gà. Mấy em làm đêm, người ta cũng kêu là gà. Cầu mà đang xây, người ta mới kêu là xây cầu. Cầu mà đang sơn, người ta mới kêu là sơn cầu. Cầu bắc ngang, bắc qua sông mới kêu là sông cầu. Ăn xong rồi đi, người ta cũng kêu là đi cầu. Bên trong mang nằm với vợ là đất bồ bình là ta.